Xin chào những anh em yêu âm nhạc và đam mê audio. Hôm nay thì Phương Phạm lại làm một cái công việc mà đã gắn bó với mình lâu ngày, đó là loa. Hôm nay Phương Phạm sẽ sửa một đôi loa AR2 và sẽ làm một cái clip để mong là những người chơi loa AR là thông qua clip này có thể tự sửa chữa cho mình độ tụ và vệ sinh, căn chỉnh cái biến chất. Đấy là những cái bệnh mà truyền kiếp của cái đôi loa này. Và đây là chủ nhân của cái đôi loa này, là anh từ dưới Nam Định đã chở đôi loa này bằng xe máy và từ Nam Định lên đây. Cho nên là cái đam mê đó Phương Phạm rất xúc động và đã quyết định là sẽ sửa cho anh đôi loa AR này. Bởi vì là cái đôi bàn tay của Phương thì nó vạch chơi đàn đã quen rồi, cho nên nếu mà cầm những kìm này nó sẽ bị sứt những cái móng tay này, đánh đàn nó không còn ngọt nữa. Nhưng hôm nay thì là Phương Phạm sẽ làm. Từ đầu tiên ấy là để tháo những cái đôi loa AR này ra. Đôi loa AR thì thông thường thì người ta đã gắn một cái lớp bằng đất sét lâu năm ấy, thì gần như là cái việc dùng tháo thông thường ra rất là khó. Và nếu mà không cẩn thận ấy, các quý vị có thể dùng những cái vít như này, các bậy bậy lên nó sẽ mang những cái dấu tích lên đây thì hoàn toàn không có đẹp. Cho nên quý vị có thể sử dụng là một cái bộ mũi tarot như thế này. Cái bộ mũi tarot này thì đây Phương Phạm chọn lên một cái mũi như thế này. Và ta tiến hành là vặn nó vào. Có thể dùng cái tay đòn như thế này để các quý vị được nhìn và hiểu rõ hơn. Phương Phạm hôm nay sẽ không giấu nghề đâu nhá, chuyển hết. Cho nên là các bác cứ căn cứ vào clip này để tự làm loa cho mình đỡ phải vất vả. Và mua linh kiện thiếu như tụ điện hay những cái hỏng hóc tiếp theo thì có thể liên hệ Phương Phạm. Đó. Và hoàn toàn là quý vị có thể mở ra. Tuy nhiên đôi loa này Phương Phạm đã giặt rồi vào đây là một cái kìm chết. Đây, các quý vị có thể là kẹp nó vào. Kẹp vào cái đôi loa này. Đấy, và một chân dẫm lên. Và cứ giật nhẹ thế này này, nhẹ dần dần. Mãi thì nó cũng phải ra. Đấy. Đây là thì nó sẽ mở ra. Trường hợp mà nó nặng hơn ấy thì các quý vị có thể đặt một miếng gỗ. Một miếng gỗ như thế này. Đấy. Và đây là vị trí đây. Và ta đặt một cái kìm ở dưới hoặc một cái cán vít và giật như thế này thì nó cũng sẽ lên. Và quá trình khi mở như thế thì là đôi loa hoàn toàn không bị những cái hư hại do mà mở không khéo ra. Ví dụ là sứt loa này thì cái vít nó chọc vào màng. Đấy. Đây là đã mở ra. Và bây giờ Phương Phạm sẽ giới thiệu tiếp kết cấu bên trong của đôi loa này. Thông thường thì ở trong đôi loa nó chật kín bông thủy tinh vô cùng độc hại. Cho nên là đôi loa này Phương Phạm đã tháo bông ra rồi. Thì các quý vị nên mang ra ngoài, đeo cái khẩu trang, sử dụng cái găng tay để nhấc cái bông ra ngoài. Sau đó chờ khoảng 20 phút thì nó bay hết, khuếch tán không khí thì các quý vị có thể mang vào nhà để xử lý nó. Đây là bông thủy tinh. Tháo ra quý vị nên cho vào một cái túi ni lông. Đó. Khi nào dùng xong rồi ta mang vào và lắp sau. Đây là cái mạch phân tần nổi tiếng của đôi loa AR, một cái mạch phân tần bậc 1. Đây là một cái cuộn cảm 1 mH. Đấy thì là cái loa bát ấy nó chỉ chạy qua đúng một cuộn cảm thế này thôi. Chạy qua cuộn cảm thì có tác dụng là sẽ cắt đi cái dải cao của âm thanh mà chỉ còn lại cái dải trầm thôi. Đó. Còn đây là một cái tụ xà phòng. Tụ xà phòng này bao gồm một cái hộp giấy có bơm nến bên trong và bên trong có chứa hai con tụ nhỏ, một con có cái trị số là 4 mi phụ trách cái loa chép, còn một con có trị số là 6 mi phụ trách cái loa trung. Con 6 mi ấy thì được đánh dấu bằng cái green này này, là màu xanh. Đây chính là màu dây xanh, quý vị thấy không, dây xanh như này đó. Còn con 4 mi được đánh dấu bằng cái dây màu đen black đây. Đó. Còn ra cái dây mà
đường vào cho cả hai con tụ thì cũng bằng một cái sợi dây blue này, màu xanh này, xanh thẫm thẫm này, đó, xanh như kiểu một cửu long rồi, đấy, xanh thẫm đây này, đây, Hương Phạm lần tay đây là cái dây blue là đường vào nhá, input này, đường ra thì con màu xanh này là 6 mi, con màu đen này là 4 mi, thì nó làm rất đơn giản, nó qua một cái biến trở ở đây, có quý vị ạ, ví dụ chẳng hạn con 6 mi này đi thông qua một cái biến trở rồi và nó sẽ ra bằng một đường như thế này là thôi. Đó, con biến trở là chính là có hai chức năng, vừa là to nhỏ mà vừa là một cái điện trở. Nếu như mà ta thay con biến trở này bằng một cái lờ phát thì âm thanh nó lại không hay mấy. Cái lờ phát thì hợp cho những cái mạch phân tần sau này, còn phải thay bằng cái tiếng này. Mà những cái mạch phân tần sau này mà lắp vào cái biến trở này thì tiếng lại trở thành đần độn. Đấy, cho nên là khi mà có quý vị để tham gia mà làm sửa chữa đôi loa AR thì phải biết cấu tạo của những cái thiết bị như thế này. Và bây giờ là thay rất đơn giản thôi, Phương Phạm sẽ sử dụng một cái công cụ là cái kéo. Đây cái kéo á. Đó. Cho quý vị chỉ cần thế này, một nhát. Thấy chưa? Xong. Cắt luôn. Không thương tiếc. Thì để sau này là cái này là một cái minh chứng là zin nó như thế này và đã thay. Đó thôi. Và bây giờ Phương Phạm sẽ tiến hành thay. Thì trước khi thay ấy thì Phương Phạm sẽ phải vệ sinh cái biến trở này ấy. Cái biến trở này ấy, vì lâu ngày ấy, nó sẽ có hai trường hợp, một là nó bị rỉ, cái xây mai sau nó rỉ, và cái thanh quét ấy nó đã bị uốn nắn nhiều lần mà nó sẽ không còn đàn hồi tốt như cũ nữa, thì cái việc sửa chữa như thế nào thì Phương Phạm hôm nay sẽ tiếp tục quay clip không giấu nghề để cho các quý vị có thể về tự làm ra mà không ảnh hưởng đến đôi loa của mình. À, thực ra thì để tháo cái chiết áp của đôi loa AR2 nó không có gì khó, nhưng đòi hỏi sự khéo tay. Cái dụng cụ là Phương Phạm có cái que nhọn nổ thép này. Đây thực ra là một cái để mà dùng để mà nướng thịt thôi mà. Cái nướng thịt có bán có 5.000 đồng thôi. 5.000 đồng đâu hai cái thì mua về là các cụ là dùng kìm cắt ra đi. Lấy một cái mẩu thế này thôi. Nó que nó nhọn đảm bảo để ngồi được khều. Thì kêu cái khóa của cái lờ phát à cái chiết áp đấy, các quý vị có thể nhìn thấy nhá, cái chiết áp nó bằng sứ này, nó có một cái khóa bằng một sợi thép rất cứng đàn hồi. Thì để tháo cái này ra thì dùng cái que sắt như thế này, ta đặt nhẹ vào đây, các quý vị ngoáy này, rất nhẹ để Phương Phạm lấy cái kính đeo vào. Có cái kính nhìn thì tốt hơn. Đây, các quý vị tháo này, gậy bên này có thể thò gậy khẽ cái ra, thế chưa? Ra luôn. Nhiều người là rất vất vả phải gỡ gần này cái mối hàn ra, sau đó thì là vết tháo như thế thì nó mất công. Phương Phạm tìm ra một cái chiêu. Đây là nguyên ăn sống luôn. Đó, nhẹ nhàng nhé. Thấy chưa? Ra rất nhẹ nhàng. Đấy, các quý vị là cấu tạo trong đây. Thấy các quý vị thấy nó rỉ ngoét chưa? Đấy, nó rỉ hết ra rồi. Bây giờ rất đơn giản, thò tay tóm cổ để nó lôi ra. Đó. Đây là cái thanh quét này, các quý vị thấy không? Đấy, nó đã rỉ hết rồi. Mà nếu mà tháo ra như thế này nhá thì là Phương Phạm mới phát hiện ra là cái chiết áp này đã được một người thợ loa khác tháo ra xử lý và đã họ hàn thiếc vào này. Các quý vị thấy nó hàn thiếc không? Hàn thiếc cái này thì tác dụng là phản tác dụng, tí nữa Phương phải mất công và lại hút thiếc đi. Bởi vì cái thiếc này quá trình khi mà quét va chạm mà cái lò xo ở đây ấy thì nó sẽ không đạt đâu. Đó. Người mùi là mùi dầu tây. Đấy. Thì đầu tiên là cứ đến đâu ta xử lý đến đấy. Cho quý vị dùng cái hộp RB7 nhá. Rồi, xịt nhẹ vào đây. Đấy, ok xong. Đó. Sau đó thì dùng một cái chải bằng bàn chải bằng kim loại.
Đây, cái bàn chải. Cái bàn chải này là các quý vị có thể mua ở siêu thị, là cái dụng cụ để mà vệ sinh bếp ga. Đây, cái bàn chải đẹp hơn thì nó như thế này, bằng đồng. Đây, các quý vị chải nhẹ nhé. Cứ chải nhẹ thế thôi. Rồi. Như thế này thì nó mới đi được đất cát. Vừa đủ thôi, nếu mà các quý vị chải quá nó sẽ bong mất cái này ra thì là khổ. Đấy, thế là đã đủ tiếp xúc rồi. Nó tiếp xúc ở chính trong cái lõi này này. Đó. Chỉ có ERP7 thì nó mới làm sạch được cái việc này. Đó. Đây, vừa làm vừa phải giữ cả mấy cái móng tay này, còn nó mà sứt cái thì lại khổ, không đánh được đàn. Đó, xong rồi, đã xong cái phần này nhá. Đây, cái thanh quét nó thì lại dùng ERP7 này. Đó. Rồi, sạch ha. Và ta lại trải. Đương nhiên trải cái này thì rất đơn giản. Đây, ta có thể tì lên trên này. Quý vị ạ, cái miếng gỗ rồi. Ok rồi. Cũng như trải. Trải như thế này thì nó không bao giờ nó gãy. Nó có cái điểm rồi, rau sắc không bằng chắc kê. Đấy. Chỉ nếu mà cứ cái trải này là sẽ gãy ngay. Các vị lưu ý nó chỉ ở một thanh này này, mỗi thế này thôi. Và hai là cái tiếp xúc ở cái điểm này, có cái hạt đánh lõm lên này. Thì vào sát là ngồi cứ nhẩn nha. Trải như này thì gì nó chẳng sạch. Bây giờ đây được làm sạch đúng không? Được làm sạch, đó. Thì cái việc nó tháo ra, các quý vị nắn nhá. Ta lại gỡ ra hẳn ra này, làm nó rất hoàn toàn. Và bây giờ ta dùng cái kìm mỏ nhọn. Cái việc đầu tiên là Phương Phạm bây giờ phải bỏ cái thiếc ra này. Cái thiếc này là không tác dụng. Đây là cái mỏ hàn thôi. Đấy, để sau các cụ nào ấy, để làm cái công việc này là tránh làm thiếc này này. Thấy chưa? Đó. Nó đã sạch rồi đấy. Ta chấm và ta đập một phát vào để là cái thanh gỗ. Điều làm gì thì các cụ phải suy nghĩ trước. Đó. Thì các quý vị sẽ thấy là cái này ấy, nó đã bị thủng rồi. Quét nhiều quá nó bị thủng cái lỗ đây rồi. Thì cái người thợ cũ là cố tình để hàn tiếc để cho tác dụng là cái tiếc nó sẽ nó tạo thành cái hạt nẻ giống như ở bên này để cho nó va chạm vào. Nhưng mà thực tế là không cần. Đấy. Ta chỉ thế này là đủ rồi. Và bây giờ ta tiến hành vệ sinh. Dạ, Phương Phạm có một cái đòn rất là đơn giản để mà lại tiếp xúc, có thể xài được vài chục năm nữa. Nó mòn nha, như thế này chẳng qua ngày xưa là nó bị vênh. Thành ra nó mới bị ăn mòn thế này, thì cũng không đến mức thế này đâu. Hoặc là có thể là do cái người cũ là ngồi làm thế nào đó mà nó vênh cỡ này. Ở bên đây thì không cần thiết. Mà nó bị đen đen thế này này là do cái mỏ hàn quá nóng. Các cụ quá nóng thành ra nó đã bị cháy. Mà như thế nó sẽ làm cho cái kim loại này ấy, nó sẽ bị dễ bị mềm. Cho nên là nếu như mà xử lý cái chiết áp không khéo thì nó trở thành là vứt nó đi, lãng phí. Đây. Đảm bảo là cạo hẳn như thế này, ok. Và bây giờ Phương Phạm sẽ tiến hành uốn đòn rồi uốn cái này ấy, người ta gọi là uốn sống trâu. Các quý vị lấy một cái mỏ nhọn này kẹp một cái, đó, bên này ta lại dùng một cái kìm mỏ nhọn nữa kẹp như thế này, thấy chưa? Đây thì gọi là nó sống trâu này. Đầu phải rất là khéo, gồng tay này, tì tay là một miếng gỗ. Đó. Đúng cái cữ là thế. Nắn như thế này thì là nó tạo thành một cái sống trâu và cực kỳ chắc. Quá trình khi mà cái thanh quét này mà nó rê lên trên cái dây mai so ấy thì nó không bị cong mà tiếp xúc tốt. Tất nhiên cái chiết áp này sẽ yêu cầu ông chủ loa là hạn chế vặn. Được một điểm là như thế là dùng được rồi. Và bây giờ Phương Phạm sẽ tiến hành lắp. Đấy, cái nhựa này thì các quý vị là nó có cái chiều to nhỏ này, đó,
như thế này là ấn là nó vào ngay, không bao giờ nó ngược được. Và ta đã tiến hành thả nó vào, thả nó vào. Đấy, lắp vào được rồi. Đây ta ốm nó đảm bảo chắc rồi. Đó, ta cầm cái cá lên và tiến hành lắp, nên chui qua cái lỗ này, lắp một bên trước. Đấy, định vị như thế này xong rất khó, bởi vì làm cái loa nó ở cái tư thế khó, quý vị thấy đấy. Rất cố gắng và ấn cái cá cho là chặt lắm, lần nào cũng gãy móng tay ấy. Rồi xong rồi, đó chưa. Rồi, chắc đét rồi. Và bây giờ ta phải thử. Cho nên là nhiều người là tháo ra này, lắp vào rồi không hiểu, làm nó bị hư hỏng. Ví dụ như là cái chiết áp này đã bị hư hỏng, một là cái nung mỏ hàn quá nóng để làm cho cái... Bây giờ ta thử nhá. Xin mời ông chủ loa là nhấc hộ cái loa để Phương Phạm nhấc thò tay và xoay xoay thử nào. Đây. Đó, nhấc lên, đó, từ từ giữ nguyên này, xoay thử này. Ok, các quý vị thấy âm thanh này. Đấy, đấy, sẹt sẹt. À, như là cái mạch trung đây này, Phương Phạm thấy là người ta đang đấu sai đây này. Đấu sai ở chỗ các quý vị thấy không? Đó, là đường vào đây, đường ra đây. Nhưng mà đường mát không có, đúng không ạ? Đường mát không có thì nó chả tác dụng gì cả. Cho nên là tí mà đã đấu xong ấy, là Phương Phạm sẽ đấu mát vào đây. Chắc chắn là ông hỏi chủ loa là ông vặn ở loa trung gần như không tác dụng, đúng không? Nó cứ to nó mà tiếng nó cứ vống lên. Nó không qua này, tiếng nó rất là xấu này, là vì không có dây mát ở đây. Cái việc này nhìn mối hàn sạch này thì nó sẽ có hai nguyên nhân. Một là đã qua sửa chữa ông nào đó nhấc cái này ra. Bởi vì cái chiết áp này khả năng tí Phương Phạm tháo ra nhé, khả năng bị hỏng. Hỏng thì người ta coi như là đấu trở thành một cái chả tác dụng gì cả. Làm để che mắt người nghe chứ không âm thanh. Đã thấy có mối hàn đã rứt ra rồi đây này. Đấy, mỏ hàn đã gỡ cái này ra rồi. Thì khả năng là Phương Phạm đoán là cái chiết áp này nó đã bị gãy hẳn cái con thanh quét rồi, thì không tác dụng. Thì người ta với từ cái tụ này, âm thanh là chạy từ cọc loa qua con tụ 6mm chạy thẳng vào chiết áp. Thì chiết áp này là bình thường là phải nó qua một cái có dây mát đây, đường vào vào đây, đường ra dây xanh đây, và có một cái dây mát đây, thì khi mà ta xoay ta quét to nhỏ thì nó mới tác dụng. Và quá trình tác dụng như thế thì cái này lại trở thành một cái điện trở để có tác dụng, là giống như là ta đấu là thông qua một cái điện trở đấu song song với cái loa, thì tiếng âm thanh của nó sẽ ghim lại, nó không bị xối xả, nó bị sỗ tiếng. Nhưng mà đấu như thế này thì các quý vị thấy là qua cái con tụ này 6mm đi thẳng ra loa, đúng không ạ? Hôi đâu phải đấu như thế này nó khổ ra, nó lại chạy qua một cái lò xo cho âm thanh nó bị giảm chất lượng. Cho nên là tí nữa là Phương Phạm sẽ tháo ra kiểm tra. Nếu như cái L-pad đã bị hỏng thì buộc lòng phải thay một cái L-pad mới. Phương Phạm có sẽ cung cấp một cái L-pad của Nga, nó cũng chất lượng cũng tương đương như thế này. Đó, bây giờ Phương Phạm sẽ tháo này, thử đoán xem nó có bị hỏng không nhá. Đây, bây giờ là sẽ thử này, cậy nó ra. Và hy vọng nhá, nó cái này nó bị hỏng này. Hỏng thì như thế này. Hỏng thì đây nó phải dùng cái này cười khẽ ra. Đó. Đôi loa này thì ông chủ mua là loa nhìn tuyến loa đẹp lắm, nhưng mà hôm nay thì mới thấy là không có gì phản nàn, là phải mang đôi loa này đi cả ngót trăm cây số vào. Ha, may quá chưa bị hỏng, đẹp. Tí nữa tôi sẽ đấu lại. Con này thì ngon, con này thì nó dỉ nguyết ra. Đấy. Bởi vì con này vặn không có tác dụng gì, cho nên người ta cũng không vặn, thành ra nó còn nguyên này, còn nguyên lành. Bây giờ thì thôi, ta lại ngồi nào, tháo rất đơn giản này. Thở ra. Đấy. Kẹp một cái kim vào đây. Kẹp vào vị trí này để khỏi bẩn tay. Đấy. Các quý vị quá trình làm này là cố gắng là giữ gìn cái đôi bàn tay sạch. Thực ra những cái RB7 ngấm vào tay nó hôi lắm mà. Rửa cái gì nó cũng sạch. Nào ta lại trải đặt lên trên đây. Đó.
sột sột. Nhiều khi có những mấy cái hộp gỗ này nhìn nó rất xấu nhưng mà nó lại được việc. Đấy. Cái này là đủ tiếp xúc rồi. Con cá này. Đấy, đấy, thế thôi. Đây là đủ tiếp xúc rồi. Và đây nhá. Các quý vị nhìn nắm sống trâu này. Nó đang còn cái hạt này nhá. Ta đặt vào đây. Ta đặt vào đây. Yeah. Và tiến hành này. À, khéo. Cái này mà quá tay nhà nó gãy đi nhá, nó gãy cách một cái. 2 3 nắn. Xong. Để được cái cú nắn này Phương Phạm phải luyện nhiều rồi, tức là ngày xưa cũng làm gãy nhiều lắm rồi đấy. Sau đó thì mình ăn non thôi. Trông thế thôi mà giờ cứng lắm, phạch phạch phạch. Dưới đây bẩn nó ta thôi, đằng nào cũng thế. Đánh gì nốt cho nó sạch đẹp. Đấy, các quý vị thấy đã được vệ sinh đẹp xong. Bao giờ tiến hành lắp. Đằng này vệ sinh này, ok. Bàn chải đồng, đồng sắt. Yeah. Thực ra cái dây mai so này, cái vật liệu này nó ít gì lắm. Nhưng mà nó hai cái phía trong này. Cái phía trong này đường ra của âm thanh, các quý vị hiểu không? Đây ví dụ đường vào đây này. Đường vào là nó chạy qua cái lò xo này. Cái lò xo này bằng một loại kim loại, có cái tác dụng là một điện trở. Nó giống bằng cái vật liệu như là cái sợi tóc bóng đèn hoặc là cái sợi bếp điện, cái sợi đun bếp điện của Nga ngày xưa ấy. Nó tạo điện trở, mà cái điện trở trên đây nó khoảng 8 ohm. Đó. Thì nó chạy qua cái này và cái thanh quét ấy. Cái thanh quét như thế này này. Nó sẽ quét lên trên cái điện trở này, nó chạy nó quét. Nó quét ví dụ ở giữa đây, âm thanh này. Thì bên này là đường mát này, nó sẽ là tác dụng là nó ngăn chặn ở đây. Và âm cái đường tín hiệu của con tụ đi qua cái dây này thì nó chạy qua cái điểm cái con cá này, con thanh quét này và nó chạy qua đây, qua cái miếng đồng đấy. Miếng đồng đây là thực ra là chính là sợi dây này. Đây là cấu tạo của một con điện trở mà thay đổi cái biến tiên trị số. Đó, nó chỉ thế thôi. Không có gì cả. Còn cái L-pad ấy, nó bao gồm hai cái sợi dây mai so như thế này và một thanh quét. Một sợi dây mai so chuyên đường âm, một sợi dây mai so chuyên đường dương vào và thanh quét để lấy ra. Thì làm như thế thì các ví dụ chẳng hạn như 8 ohm, các quý vị quay vị trí nào thì đều đo trên đồng hồ, nó đều 8 ohm cả. Khác nhau như thế. Đấy. Thì đây những con Phương Phạm sẽ lắp nhá. Nó hơi bẩn còn đánh gì thêm tí nữa. Đấy. Cứ RV7 ngồi nhận nha, hình tròn thế này nó sạch. Rồi xong. Bây giờ Phương tiến hành lắp ráp. Clip thì có vẻ là xem nhàm chán nhưng mà thôi, nếu như đã đặt những cái đam mê vào đôi loa mà mình bỏ một khoản tiền. Đôi loa này bác mua bao nhiêu tiền nhỉ? Đã cũng 26 triệu rồi. 26 triệu đồng đôi loa này nhé các cụ nhé, nó là khủng khiếp đấy. 26 triệu đồng, nhưng mà đôi loa này nghe nhạc vàng sướng. Vị trí đây chẳng hạn mình đo sẵn. Đây, nó nằm ok. Âm trưởng này, đúng không? Đặt như thế này mình biết là chắc chắn là sẽ nằm như thế này. Thì cái thanh quét là nằm ở vị trí này, ok chưa? Thì các quý vị khi mà đặt nó vào đây thì mình đỡ phải xoay vất vả ra, ok. Đó, xong. Tí thì người ta tiến hành hàn cái dây mát vào là xong. Bạch trung là nó sẽ bị sỗ tiếng và tiếng nó rất là ngu. Đấy, bây giờ Phương Phạm chỉ đấu vào rất đơn giản đây. Một sợi dây thì lấy dây màu đen cho nó gấu. Đây, ta mỏ hàn. Thao tác cái là vừa phải quay clip là vừa phải được bác cứ đây chính ông chủ loa là cầm hộ cái máy quay. Đây xong, rất đơn giản. Mỏ hàn là có điện rồi. Đó. Đã hàn xong. Thì bây giờ cái đường mát này các quý vị có thể đấu ngay và sang cái chiết áp này cho nó tiện này. Cái chỗ bên vàng này cũng là đường vào đường mát này. Đấy. Đây đường ra này. Đấy. Cái sợi dây vàng là đường mát. Đó. Nếu mà đấu sai là vứt đi thôi nhá, như cụ. Đấy. Trong thường thường thì
trong âm thanh thì là cái dây màu đen, dây màu vàng hay được gọi là dây mát. Đấy, chắc đèn led này giật không ra rồi, ok. Giờ đó đã tác dụng và Thương Phạm đã tiến hành là thay tụ. Để thay tụ và nó sẽ có hai cái vấn đề đặt ra là khoan tụ đó phải đảm bảo cái chất âm gốc giống như ban đầu và giá thành hợp lý. Vậy bây giờ biết chọn như thế nào? Thương Phạm sẽ giới thiệu. Đây là khoan tụ của nước Anh, được sản xuất tại Anh Quốc nhá. Với cái tụ này ấy, nó quá đắt tiền. Quý vị thấy là một con tụ nó to thế này. Đây là một trong những con tụ đắt tiền, nó có giá khoảng trên 2 triệu đồng, từ 2 triệu 2 cho đến 2 triệu rưỡi một con tụ như thế này. Thế thì quá đắt, một cái đôi loa AR như thế này mà thay tụ này thì không đáng. Đôi tụ này thì dành cho những cái củ loa đắt tiền, ví dụ như là Vitavox, hoặc là củ Philips, hoặc là củ Antech Nan Sinh. Những củ đắt tiền ấy, thì Phương Phạm vẫn hay sử dụng cái tụ này để làm, vì một bộ phân tần nó có giá trị vài chục triệu đồng. Nhưng làm sao mà vài trăm nghìn đồng lại có tụ hay? Thì Phương Phạm sau những cái nghiên cứu đã tìm ra một cái phương pháp, đó là cái tụ này. Đây là cái tụ ấy, ban đầu Phương Phạm về để thay cho các con mạch loa chép. Tiếng nó rất xốp và mềm, và nó nghe nó thích lắm. Tụ của Đức. Nhưng mà con tụ này nó chỉ có 2 mi thôi. Thế thì bây giờ cái phương pháp của Phương Phạm là ví dụ như con tụ mà chỉ số 4 mi phụ trách chải tép, thì Phương Phạm sẽ đấu hai con tụ này song song với nhau. Phương pháp đấu song song tụ thì nó có được cái lợi thế là khi hai con tụ đấu song song với nhau ấy, thì nội trở của con tụ sẽ giảm đi một nửa đấy, và trị số mi tăng lên. Như thế thì cực kỳ lợi hại cho vấn đề là phân tần loa, chỉ có điều là mất công một chút đây. Và có quý vị lưu ý này, con tụ ấy nó sẽ có một cái vạch đen đen như thế này, được gọi là đầu âm, và cái vạch không thế này được gọi là đầu dương. Thế thì ta không nên đấu là ngược một bên tụ như thế này, một bên là dương, một bên âm. Đấy, mà với mạch phân tần thì phải tất cả là cùng về phía một chiều hết. Đây ví dụ như thế này, Phương Phạm sẽ xoắn với nhau để lấy ra con trị số là 4 mi đó. Như thế này là 4 mi này đó, như thế là xong. Cho nên là khi mà làm một đôi loa thì Phương Phạm đã có nhiều cái kết quả nghiên cứu. Có từng đêm là thức trắng đêm chỉ mũi thay tụ, thay xong đó lại lắp cái loa vào ngồi nghe để xem cái âm thanh như thế nào, thì chính cái con này, này tiếng nó rất xốp và đôi loa cái giọng nó ấm áp lắm. Còn đây là cái tụ, ba con tụ này là ta sẽ đấu ra cái trị số là 6 mi đó. Cho nên ấy, qua cái clip này, nếu các cụ nào mà muốn độ loa AR thì là có thể là không mua được tụ ngoài, hoặc là có nghi ngờ về chất lượng tụ thì có thể liên hệ với Phương Phạm, để Phương Phạm sẽ gửi tụ loa để các quý vị là làm. Thì đương nhiên đấy là tụ mua ở đâu thì Phương Phạm cũng phải giữ nghề một tí, bởi vì là làm nghề thì đôi khi cũng có rất nhiều chỗ để mua. Và những cái tụ này thì Phương Phạm cũng chẳng giấu nữa, là Phương Phạm mua trên các cái trang web của nước ngoài. Thế bay thì người ta bán đồ cũ nhiều, nhưng mà những Amazon hay những cái trang cung cấp về tụ là người ta có. Chỉ có điều là mỗi lần mua tầm khoảng 10.000 con tụ như thế này thì là cả một số tiền không phải là nhỏ. Để rồi cả ngày ngồi lắp. Và bây giờ Phương Phạm chán lắm rồi. Hôm nay làm cái clip này mục đích để các cụ tự làm. Rất mong là các cụ khi xem clip này thì là thông qua để hiểu biết về loa AR, các cụ cứ thế là tiến hành để sửa chữa. Đấy, và đấu tụ nhá, các quý vị đấu tụ là cũng phải rất là khéo này, thấy chưa? Còn phải để cái chỗ của nó ra. Thế là bây giờ đơn giản thế này, hai con tụ đúng không? Ta bật tiếp như thế này, lại xoắn tiếp vào, bởi vì nó chung một đường vào mà, ta lại xoắn tiếp này vào thì chả bao giờ nhầm lẫn gì cả. Đấy. Chả bao giờ nhầm lẫn. Sau đó ấy, thì các quý vị sử dụng là tiếp để hàn. Tuy nhiên khi mà hàn tụ, các quý vị có thể lưu ý cho Phương Phạm một điều là nếu mà chấm tiếp trực tiếp thì nó sẽ nóng quá thì nó sẽ hỏng cái tụ. Cho nên để mà gắn vào tiếp, các quý vị lên lấy cái kìm cặp như thế này đó, và ta tiến hành là hàn tiếp.
thì quá trình khi mà nó nóng ấy, rất nhanh này, bóp này rất nhanh. À, đừng có giữ quá mòn quá lâu, nó vừa đủ là xong, đã ăn rồi. Nó chưa kịp nóng thì nó đã thiết nó bám vào rồi. Và là cái nếu mà có nóng quá ấy, thì cái kìm này nó sẽ giữ lại nhiệt, nó không bị đau cái tụ. À, ví dụ thôi dùng cái từ nó hơi văn hóa một tí như thế. Bây giờ Phương Phạm lại hàn tiếp đấy, thì là các quý vị lưu ý clip này thì dành cho những người mà đam mê mà nghịch kỹ thuật đấy. Thế nên là dặn clip sau Phương lại chơi guitar, thấy chưa, trông thế thôi mà hàn này, phải đảm bảo là chủ động về nhiệt độ đấy. Bóp dí quá nhiều cụ nó bóp cháy cả màu hàn, nó vẫn không thiết không ăn. Cho nên thiết ấy thì phải là thiết ba. Một cuộn thiết ấy thì là có quý vị mua thế này là một, nó khoảng đôi 3 triệu một cuộn, thế là đủ dùng rồi. Còn thiết thì bây giờ nó có nhiều loại, có loại thiết thì là nhiệt độ rất cao, có loại thiết để cho cái mối hàn bóng, thiết bạc thì là mối hàn không bóng mấy nhưng mà đảm bảo chất lượng của mối hàn. Và bây giờ Phương Phạm sẽ tiến hành thay tụ. Bây giờ ta tiến hành là bóc tách cái đầu dây đấy, nó quá đơn giản các quý vị thấy không, chả nhắm mắt cũng làm được đấy, nhắm mắt làm này. Dây của nó cũng rất tốt đấy nha, dây của nó mặc kẽm thôi, đồng mặc kẽm đó. Xong thì bây giờ thế này, cái tụ mà Phương Phạm đã xoắn ấy, như vậy ấy, Phương Phạm sẽ đấu vào đây để các quý vị nhìn nhá. Cái đường mà có cái màu đen này, Phương Phạm coi đường ra, đường vào đây. Đường vào đây thì quý vị có thể là một là như Phương Phạm thì đã thuộc rồi, nhưng mà có quý vị mà chưa thuộc thì nhìn thấy chữ là green, black, blue là comment này. Đây thì cái đường này chính là đường vào. Và đường này thực ra là các quý vị nếu mà lần thợ dây nó nằm ngay trên này. Đây, đường vào này, đúng không? Đấy thì đấu ra cũng được, miễn là nó chắc. Xoắn nó vào, xoắn vào là an toàn nhất, xoắn vào sau đó ta mới chơi mà cho nó một phát tiết thì đảm bảo nó chắc đét. Đó. Này, xoắn nó vào và đảm bảo nên lấy cái kìm bẻ cái cổ cái dây của nó xuống, cái dây tụ xuống thì nó chắc. Ok, đã xong. Và bây giờ ấy, ta lại lấy cái kìm như phương pháp này, kẹp lấy tụ để hàn thiết vào. Nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái nóng, bị nhiệt nó nóng quá, rất đơn giản. Luôn luôn có nhựa thông nhá. Đây, ta rất đơn giản. Đấy, ok, đã xong. Trông thế thôi mà nó ngấu lắm đấy. Đó, đã xong nhá. Thì đã hàn xong đường vào. Và bây giờ ấy, để đảm bảo nó không bị chập chạch gì mà, thì ta quấn cho nó một cái lớp giấy, bằng dính giấy nhá. Băng dính giấy làm sao quá trình khi dùng hay không dùng mà nó bóc ra nó rất sạch tay, không bẩn. Như là lấy cái băng dính cách điện là tháo ra là hơi mệt, băng dính giấy là tốt rồi. Đấy. Vì điện áp ở cái tụ này, loa này vào có mấy vôn mà. Đấy. Dòng điện xoay chiều từ cái âm đi ra, con sò hoặc cái một suất âm ra có mấy vôn thôi. Đấy. Quấn thế này, bởi vì tí là ta lấp bông thủy tinh lên thì nó lại đẹp. Mà quấn bằng dính giấy thì là cái phương tiện mà ai cũng có, mang ngày người khác lại có tụ xịn hơn hay là muốn set up thế nào đó việc của họ đó. Thế là đã xong đường vào này, đường ra đây là màu xanh, dây màu xanh này tương đương với 6 mi, thì đây ba con tụ này là 6 mi này, các quý vị này gắn nó vào, ok chưa. Đấy, mình làm đây là làm theo phương pháp copy paste, là phương pháp dễ nhất, không cần phải hiểu, miễn làm đúng thôi. Mà như thế này thì không bao giờ bị nó bị nhầm. Phạm xong này lại còn thì thừa tí cái dây kim loại như này, ta gập nó lại, dây kim bóp vào đã xong đúng không ạ. Ta lại kẹp cái dây vào đây để đảm bảo nó vừa chắc chắn này, dao sắc không bằng chắc kê, và tiếp tục hàn vừa đủ thiết. Đây đang ngồi đang độ rồi, đây đang ngồi độ cái loa này mà có rất nhiều các quý vị khách mê nhạc này. Để qua để ngồi xem. Đấy, thấy chưa? Đã xong. Xong cái mối này. Đấy. Phương Phạm thao tác rất là nhanh đi nhé. Tuy thế mà cái clip này ấy làm thế thôi, nhưng mà cả quá trình thực hiện đơn loa là cũng không đơn giản đâu. Nó cũng mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Chính vì vậy là Phương Phạm giờ ngại chữa loa lắm.
Đã xong. Bây giờ còn cái tụ 4 mi này, Black đúng không ạ? Black 4 mi. Thì các quý vị là nhìn thấy chưa? Đấy, ta đấu ở đây. Phương pháp copy paste này ấy, là làm cho người mà thực hiện sửa chữa không phải suy nghĩ quá nhiều. Và đảm bảo xong. Ta lại kẹp đấy. Riêng. Và lại mỏ han. Các quý vị thấy đây, đây clip quay trực tiếp và cũng không qua cắt xén nhé. Thì đấy là để hàn ba cái mối hàn như thế này cho lại như là mới hả? Vâng đấy, đang làm đấy. Đây là những cái bác audio hàng ngày các bác chẳng nghe phương pháp đánh đàn đâu, qua xem chữ loa thôi. Và đảm bảo nữa là lại băng dính, băng dính giấy quấn vào. Đây em đang làm cái clip về sửa chữa loa AD để cho các anh em đam mê căn cứ vào. Đây đã xong, các quý vị thấy không? Rất gọn nhẹ, thấy chưa? Không nhầm lẫn. Đấy, việc hôm nay là thay tụ bảo dưỡng hai cái biến trở này và đã phát hiện ra là cái dây mát của loa AR nó không có, mình hàn nó vào. Yên tâm đi, đây cái mạch phân tần bậc 1. Bậc 1 thực ra là gì các quý vị, nôm na là nó chỉ chạy qua một con linh kiện thôi. Đấy, còn bậc 2 thì các quý vị cứ hiểu nôm na nó là chạy qua hai con linh kiện, ví dụ thêm điện trở hay gì đó đại loại như thế, hoặc là cứ lại nối tiếp chặn chiếc cái thứ này, bậc 2 là bậc 3 là nó ba lần như thế. Ví dụ là cái loa bát chạy qua quận cảm chặn quân tụ thì người ta gọi bậc 2. Nếu mà loa bát chạy qua quận cảm chặn quân tụ, sau đó lại chạy qua quận cảm lại chặn một quân tụ nữa thì cái loa bát đấy nó lại cắt ở bậc 3. Để hình dung như thế. Và bây giờ là đóng loa vào. Tuy nhiên đấy, Phương Phạm cũng lưu ý một quý vị là cái đấy là sẽ bỏ bông thủy tinh vào ấy. Bông vào là tự nó ép xuống, nó không ảnh hưởng gì cả, rất sửa chữa nhìn thấy lều nghều ấy. Có quý vị chỉ lưu một điều là tí khi đóng vào ấy, thì như cái con mắt quan sát của Phương Phạm mà đây, cái loa trùng rất đẹp này, cái loa tép đẹp vì đây là cái loa tép phíp huyền thoại của AR tiếng rất mịn tơ. Còn đây là hai cái loa trùng, các quý vị thấy không, là loa trùng là nó bị méo hết rồi, hai con loa trùng méo nó bị phồng. Cái này là đúng ra là rảnh rỗi các quý vị có thể mang qua thợ loa để người ta xử lý, nhưng các quý vị có thể tự xử lý đấy bằng cách là tí là Phương sẽ mách cái ông chủ loa này về lấy cái chổi, lấy một cái chổi, một cái chổi, chổi nào cũng được, rất là mềm. Các cụ lấy cái bát nước ấy, nước lã thôi, các cụ nhúng cái chổi vào quét cho nó ướt cái màng nó bằng giấy, mà muốn nắn nó phẳng thì chỉ có bằng giấy bằng nước thôi. Sau đó đủ khô và quý vị cứ để từ từ. Nếu mà ở ngoài trời như nhà Phương đã cầu kỳ là mang ra ngoài trời mà nó có nắng nắng ấy, ngồi cứ thằng nào phồng lên bố mẹ ấn xuống. Đấy, như thế này là nó sẽ phẳng cái màng rất đẹp này. Đó. Còn nếu mang qua người thợ loa thì yêu cầu là họ phải cân chỉnh cái nhện. Cái nhện ở đây nó bị cong vênh rồi, nhưng mà ở cái loa trung thì nó cũng không ảnh hưởng mấy, nhưng mình nắn như thế thì cái tiếng nó vẫn khá hơn đấy nhá. Cho nên là sẽ yêu cầu bác chủ loa về cái phương pháp bác tự làm vì nó rất là dễ. Cho nên khi mà loa nó bị, một là bị cong vênh này, hoặc là bị trẻ con nó chạm vào nó méo, thì các quý vị chỉ có lấy nước thôi, cứ vào trong bồn rửa mặt múc bát nước ra, lấy cái chổi quét nó vào, nó tự khô và nó các quý vị nắn bằng tay vì nó màng giấy. Cho nên đây cũng là một bí quyết đấy. Nhiều cụ mang những cái loa màng nó méo sệch đến Phương Phạm ngồi 15 phút thấy bảo ôi sao mà anh có thể nắn được cái màng đẹp như mới thế này, thực ra là bằng nước thôi. Hôm nay cũng chia sẻ một kinh nghiệm như thế. Và bây giờ là yêu cầu bác chủ loa ra để lắp bông thủy tinh vào. Về Phương Phạm đã tiến hành tháo toàn bộ cái chiết áp zin. Đó. Thì mới thấy là mở chiếc thứ nhất ấy, nó đã bị cụt như thế này. Các quý vị thấy không? Đó. Nó bị cụt rồi. Đây này, các quý vị thấy đấy. Thì là nó cụt như thế này thôi. Nắn sửa lại thì có vặn mấy cái nó cũng trượt, móc đầu ra cái vòng như thế này. Đó. Chiếc thứ hai, chiếc thứ hai thì nó cũng cụt hẳn và người ta hàn tiếc vào. Và hàn đến mức mà Phương Phạm kiểm tra cái độ nhún của cái con zip này em ơi, nó chẳng tác dụng nữa vì là đồng, lã đồng mà đã khi mà nung nhiệt độ quá nóng lên ấy, thì nó non, chả biết tôi như thế nào. Và nó như thế này thôi.
thì các quý vị cũng không nên tiếc làm gì cả. Còn ta có thể đây là một cái con còn chiết háp của Liên Xô, con này dùng trong quân sự. Các quý vị thấy nó đúc bằng sứ khiếp chưa? Và sợi điện trở kinh khủng khiếp ấy. Đó, ta thay cái con này vào. Mà con này đi mua lên quanh ở trong bên Văn Môn ấy, các cái kho quân sự cũ thì cũng chỉ tầm khoảng 200-300 nghìn thôi. Ngày xưa thì rẻ, ngày xưa mấy chục ngàn, nhưng bây giờ người ta biết rồi thì nó sẽ bán đắt hơn. Đó, của Nga. Anh này thay vào thì nó là không bao giờ biết hỏng là gì cả. Cho nên đây cũng là một cái giải pháp để các quý vị chơi loại AR cần biết để mua. Vậy nên là đúng là để sửa chữa một đôi loa AR nhìn thì đẹp thế này đấy, nhưng mà 10 con tháo ra thì đều bị hỏng 9 con. Cứ bảo nguyên cái gì mà tháo ra toàn bị hàn tiếc thế này thì nguyên cái gì đấy. Tụ thì đương nhiên những con tụ này các quý vị đừng tin nó nữa, nó chết toi rồi. Tụ điện thì cũng giống như là viên pin hoặc là cái bình ắc quy thôi, dùng hoặc không dùng ở sau 15, 20, 30 năm thì các cái bản cực hoặc là cái lá tụ của nó đã xuống cấp, cho nên là cứ thay thôi. Mà tụ hai en bây giờ thì nó hay lắm, nó có những con tụ hàng ngàn đô la cơ, cho nên là các quý vị là đừng có tiếc sót gì cả. Còn cái phương pháp sử dụng ấy, những cái con tụ này ấy đó là thuộc loại rẻ tiền ngon miệng à, các quý vị cứ hoàn toàn yên tâm thay vào. Mà chất âm của nó thì cũng không phải đáng ngại. Bây giờ Phương Phạm sẽ thay, và ông chủ loa thì chắc chắn là đêm nay thì là cũng sẽ mất ngủ vì là được nghe loa sung sướng, đúng không? Em yên tâm là anh sẽ làm cho em đôi loa nó sẽ ngon lành cảnh đào. Và giá đôi chiết áp này cũng chỉ mấy trăm nghìn thôi, không có gì phải đắt đỏ cả. Đây là một đôi loa, cái chiếc loa thứ hai tháo ra. Đôi loa rất mới nhưng kết quả là như không mong muốn, vì là hai cái chiết áp của nó các quý vị thấy đã hoàn toàn bị hỏng. Thì cùng với anh chủ loa đây thì chúng tôi đã thống nhất là sẽ thay bằng một cái chiết áp chỉ số 15 ohm của Nga. Con này thì vô cùng tốt và giá thì có mấy trăm nghìn thôi, cho nên là anh hãy yên tâm là đôi loa lắp vào chỉ tiếng chỉ cái hơn cũ thôi, chứ bây giờ đi sửa con này thì gần như không có cửa sửa rồi đó. Thì vì như vậy là cái phán đoán của Phương Phạm là hoàn toàn đúng, là nó phải bị hỏng thì nó mới hoàn toàn nó cắt cái dây mát đi để con điện trở này không còn tác dụng. Mà cho nên là loa R ấy là tây nó nghịch là nó cũng kinh lắm đấy đó, cho nên là các quý vị lưu ý. Đây là sau khi đã được thay cái chiết áp này, về Phương Phạm chỉ việc hàn thôi. Đấy, các quý vị thấy nó giống nhau đúng không ạ? Chỉ một sợi dây điện trở, nhưng mà cái con chiết áp Nga này gấu luôn. Giá tiền Phương Đoạn nếu mà nhà sản xuất đấy làm ra chắc đắt gấp nhiều lần cái con zin của nó đây. Đó, ta chỉ việc thay thôi. Và cái đường này là đường ra này, đấy, cái giữa là ra này, cái một bên đây là mát này, bên này là đường ra của âm thanh, đường vào âm thanh, đường ra của âm thanh, và đây là đường mát. Đấy, vậy vào âm thanh ra đây là mát, có thế thôi. Và phương pháp tiến hành các cụ thay, mà các cụ mà cảm thấy mà nó không phân biệt được thế nào là âm dương thì các cụ cứ theo phương pháp để như thế này hình dung, thì các cụ sẽ thấy là ta có thể thay theo phương pháp copy paste, thấy chưa? Cái dây xanh thì đương nhiên ta cho bên này, cái dây này ấy là đường ra thì các cụ ở giữa thì vào đây, nó giữa nó chỉ khác nhau ở trên dưới chút thôi, còn đường này nó mát. Đó, có thế thôi. Và Phương Phạm bây giờ là sẽ tiến hành là thay hàn dây. Đấy, đã hoàn chỉnh đôi loa AR2 4 loa. Và đôi này thì rất đẹp, các tuyến loa rất đẹp, nhưng mà bị hỏng tụ rồi và hỏng cái chiết áp rồi. Và đây khi mà làm xong thì chủ nhân nó rất hài lòng, đúng không em? Và em thấy là đôi loa không có cái gì là thần bí đây cả. Tất cả những cái loa này với thời gian ngót nghét một thế kỷ rồi thì nó hỏng nhiều. Và những cái vấn đề tiếp theo như là màng loa nó bị nhăn đây này, do là khí hậu ẩm ướt, ẩm nóng cứ hàng bao nhiêu năm như thế thì nó sẽ cái màng nó không còn thành cái hình tròn nữa mà nó cứ méo mó, đúng không? Thì về bây giờ lại đưa cho thợ loa, cái này làm được hoặc tự mình làm nó rất dễ. Nếu mà gọi là lười một chút thì em lấy nước, em dấp bớt cái phòng này là cái màng và em sẽ nắn lại, em để nó khô đi là cái màng lại tròn, cho thế thôi. Còn nếu mà cầu kỳ ra thì gỡ ra thay xử lý lại cái côn cái nhện. Nhưng mà anh nghĩ cái đôi này không cần thiết, cái đôi của em rất là đẹp, đôi này rất đẹp đấy. Và đôi loa ấy, khi tháo ra thì là có 4 cái chiết áp thì 3 cái đã bị hỏng nhá. Phương Phạm chỉ
setup lại được một đôi, dùng còn nó đã thay thế bằng một cái chiết áp của Nga. Và cái chiết áp bên Nga được thay sang cái loa bên này thì chủ nhân đã nghe rồi thì nó hay hơn, đúng không em? Dạ vâng. Bởi vì sao, cái tiếp xúc tốt hơn và cái sợi dây mà dẫn âm thanh ở trong cái chiết áp của Nga họ làm tốt hơn và cực kỳ tốt và nó còn mới. Cho nên những cái đôi loa AR3, AR2, AR4 quý vị cũng đừng có ngại ngần gì khi mà không kiểm tra lại tụ và các cái biến trở của loa. Nếu nó hỏng nó kém ta nên thay thế nó đi. Bởi dù sao thì với một số tiền các quý vị bỏ ra có thể là mang đến cho mình một cái thỏa mãn về âm nhạc. Và cũng qua đây là Phương Phạm mà chia sẻ không có giữ bí quyết gì, không giữ một cái bí mật nào về sửa chữa loa AR cả. Quy trình Phương Phạm đã quay đã rất cẩn thận trên clip để cũng rất mong là quý vị là thông qua đó để tự làm cho mình đôi loa, vì là Phương Phạm cũng sau clip này cũng không muốn sửa chữa loa nữa, bởi vì là nó rất là mệt. Mấy tiếng em nhỉ? Dạ, chắc khoảng 3 tiếng. Hơn 3 tiếng. Có nghĩa là để làm một đôi loa nào cũng vậy, ít nhất là 3 tiếng. Còn đôi này anh nghĩ phải hơn, phải 4 tiếng. Bởi vì là phải tháo cái chiết áp ra, nguyên hàn lại. Hàn nó để nguyên trong thùng mà trong những cái thế làm việc rất là khó, chứ không phải để tháo tung đâu cả. Để từ sửa chữa là ngồi nắn rít, các quý vị thấy là ngồi trông làm thế là Phương Phạm đã thực hiện đi thực hiện lại. Cho nên mà còn giữ cái móng tay không bị sứt là cả một vấn đề. Và làm như thế và sửa hai lần vẫn còn hôi cái mùi dầu như vậy, mà quả tình là để làm đôi loa này là vất vả. Bông thủy tinh nhá, rồi là dầu máy nhá, rồi là những cái vệ sinh cái rỉ ghét cho loa. Và cũng mong em mang về cứ thế xài đôi loa này 20-30 năm nữa nó mới hỏng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip sắp tới chơi guitar. Và cũng thông qua đây là những người yêu âm nhạc là ủng hộ những sản phẩm như loa, nghe nhạc, các cái thiết bị âm lý bóng đèn, đặc biệt là phân tần loa. Phương Phạm là có một cái năng khiếu và cái đam mê đối với việc chế tạo các phân tần. Cho nên những cái loa trông thế này thôi, nếu mà cái người làm ấy mà không đọc được, không hiểu về mạch phân tần thì làm luôn luôn sẽ bị hàn nhầm. Hàn nhầm thì cái loa rất khó. Và cũng thông qua cái kiến thức của Phương Phạm về phân tần, cho nên hôm nay cái đôi loa này đã phát hiện được cái lỗi của nó, là nó do nó hỏng cái chiết áp đấy, là một cái người chủ cũ hay là từ bên nước ngoài nào đó đã gỡ và thay đổi mạch. Người ta chỉ đấu cái chiết áp là chỉ là cái đính thôi. Cho nên là nếu như người khác mà sửa loa mà cứ copy paste ấy mà không đọc mạch phân tần thì nghĩ là thằng Tây nó làm ra rồi chuẩn rồi, mình không phải thay, nhưng thực ra đôi loa này đã bị sai về phân tần. Cho nên nghe là tiếng ồn lắm, em có nhớ không? Cái tiếng trung nó cứ vống lên, nó cứ ổng ổng ấy, không nghe được đâu. Bây giờ nó mới nghe đúng cái này. Trên loa không có gì bí mật cả. Củ loa tốt, cái thùng đóng rất tốt. Cái thùng này thì nó đóng được gọi là AR mặt cây đứt cây, là bằng cái gỗ thông, người ta gọi là bulo. Bulo thì là Phương Phạm được tìm hiểu trên Google thì là nó bao gồm là bằng gỗ thông hoặc gỗ cây bạch dương. Người ta lạng ra và ép thành cái tấm ván, và nó có cái đặc điểm là rất xốp. Và cái gỗ này được sử dụng đóng đàn, những đàn guitar là cái mặt gỗ bao giờ phải mặt gỗ thông đấy. Cho nên là khi mà áp dụng và đóng loa thì âm thanh của nó là nó sẽ sung sướng hơn là những cái gỗ lim chẳng hạn, gỗ lim không đóng được loa. Cho nên lần nữa lại xin được chào hẹn các quý vị trong những cái clip sắp tới.